đi nó sẽ thấy rõ lại cái điều còn có gì nữa thọm và gì nữa bàng quang gì nữa niệm quản đơn thọm trước bàng quang ha niệm quản rồi sao nữa niệm đạo đưa nó ra ngoài và gì nữa không hết rồi ha đó vậy là các bạn thuộc bài rồi thì thôi thọm thì mục đích của nó là làm gì lọc lọc cái niệm ha ngoài ra thọm nhớ không? Cô có nói nhớ không? Đó, mình đưa một cái lam vô cốt
cái bố nhỏ xíu xíu thì sao biết cái này là thận, thì mày dựa vô những một cái số bám vô một số cái chỉ điểm thì cái đó là cái tiểu cầu thận ha, nó sẽ tròn tròn như này nè. Rồi bên trong này là tủy thận, cái đường đi nó sẽ như thế nào từ cái tiểu cầu thận là cái nơi mà lọc nước tiểu của mình đó ha. Cái tiểu cầu thận này nè, đó nước tiểu sẽ đi ra chỗ này là ống đường gần nè, đó đi xuống 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 đây, cái màu xanh chuối này ra là ống đường gần, xuống cái màu tím cái ống đường gần và cái phần xoắn ha. Nó nhỏ vậy thôi, chúng ta buông ra là một cái tiểu một cái lơ phong là khoảng 50 mm ha. Nguyên cái con người mình mà buông hết cái này ra là cả km, cả trăm km ha. Rồi cái màu xanh chuối này này nè là cái ống đường gần, tới cái màu tím tím này nè là vẫn là cái ống đường gần nhưng mà nó là cái phần thẳng, tại nó nằm cả cùng vậy thôi, ba cái ống nó đi thẳng xuống bên dưới ha, đó là cái phần thẳng. Thì á người ta lại xếp nó vô một phần của cái của cái quả hình này ha, nhưng mà cái chi tiết này cũng không quá quan trọng đâu. À rồi xong rồi xuống đó là cái này nè, ngành xuống của quả hình này nhớ này, ông học giáo ông rồi đúng không? Đúng rồi, ngành xuống mảnh nè, ngành lên mảnh nè, ngành lên chày nè, ra ống đường xa nè, đi vô đổ vô ống gót nè, rồi từ ống gót là bắt đầu đi tiếp ha. Rồi đây cắt hết từ đây tới đây ha, là bỏ thận và nguyên một cái tháp thận. Thì các bạn nhìn thấy cái tiểu cầu thận nó chỉ xuất hiện ở đâu? Cùng bỏ thôi ha. Như vậy mai mốt mà vô một cái nam nào mà thấy cái có cái tiểu cầu thận rồi biết ở đó là có cốt cũng bỏ. Thì từ đây tới đây bỏ thì sẽ để ý nó có rất là nhiều cái gì đây nè. Nếu như cùng bỏ được cái vùng này ha, có những cái tiểu cầu thận gì thì ngoài những cái tiểu cầu thận này nó còn có rất là nhiều cái gì đây? Cái ống, đúng rồi, cụ thể là ống gì? Đường gần gì nữa, đường xa gì nữa, ống gót, đúng rồi đó ha. Đó như vậy vùng vỏ là có ba cái ống đó và cái tiểu cầu thận. Rồi vậy nhìn xuống trước đi, cái vùng tủy thì nó còn có gì không? Không có cái hình này ha. À, đây là cái hình mô học ha, cắt ngang qua nè ha, chúng ta thấy có những cái gì diễn ra tiểu cầu thận ha, xen kẽ gì cái đường ống nằm sọc đây rất là nhiều ha, không có ha. Rồi bên trong càng có nhiều cái cốt ống nữa, xung quanh rất nhiều cốt ống, ống nhiều ở đường xa ha. À mình cũng nói tới cái bao man là cái bao này, đây cái tiểu cầu thận nó được cấu trúc bởi bộ phận nó có vỏ bao man và bên trong là một cái cuộn ma mạch. Cuộn ma mạch có nghĩa là rất là nhiều mạch máu cuộn lại với nhau và bên trong có cái tế bào nữa, thấy không? Cái bao bao man nó có hai lớp là lớp tạng với lớp thành. Lớp tạng là cái lớp nằm bên trong, lớp thành là cái lớp nằm bên ngoài ha. Rồi cái lớp tạng á nó sẽ lót bằng các cái tế bào phân trong các cái viên tế bào có chân á ha. Còn cái lớp ngoài á là nó lót bằng biểu mô lát đơn, đây là cái lớp ngoài. Biểu mô lát đơn là ví dụ như cái này ha, biểu mô lát đơn ví dụ như này lát đơn chiếu vô nè, thấy không, cái ruộng nhận đó ha. Đó rồi bên trong đây là lá tạng bởi các cái mao mạch mạch máu nè, cái đỏ một cầu mạch máu nè đó, và các cái tế bào có rất nhiều loại tế bào. Bây giờ đầu tiên đây mình biết chúng ta có tế bào người xài ha. Rồi một cái cốt thuốc của cần phải học mà thì chúng ta cũng sẽ có, đó là một cái tiểu cầu thận gì nó có hai cực, là cực niệu với cực mạch. Cực niệu là gì? Niệu là cái ống thì có nước tiểu. Mạch là gì? Cái chỗ đó nó có mạch máu ha. Rồi hai cực để sao biết cực nào. Nhìn đây thấy cái ống không, thấy có mạch máu gì nhiều đây không? Không, thì cái này là cực niệu ha. Thường là ống đường gần nằm đây, ống đường gần nằm cái cực niệu, cái cực đối diện với nó một cấu rất là dày đặc, có nhiều cấu đây một cái ống ha. Rồi có cấu trúc rất nhiều tế bào bên trong, đây là cực mạch ha, và nó tạo một cái vết dày ở đây, có một cái tầng là vết đặc ha. Đây trên hình nè, cái hình này nè, nè thấy cái hình này không, chỗ xanh lá này nè đó, giờ tôi lấy cái hình đó phóng to ra, đây là cái chỗ này nè, đây là một cái tiểu cầu thận nè, hai cực, một cái là cực mạch nè, thấy không, một cái là cái xin lỗi, một cái là cực niệu nè, một cái là cực mạch, khúc này là mạch nè, thấy không, thì cái chỗ này nó có cái vết đặc ở đây đó. Cái vết đặc sẽ bao gồm một phần của ống đường xa ở đây và một số các cái tế bào bên trong ha, không xét có gì đó ha. Rồi mao mạch này ở đâu mà có mà tạo ra cái cuộn mao mạch này ha, là do các cái mạch máu từ thận này đi vô trong, bắt đầu nó xoắn, nó cuộn.
cuộn lại nhau, nó cuộn tròn lại tạo thành cái cuộn điện, cuộn điện cầu ha. Hình như nó còn gọi là ma mạch ma mi ghi á, là tại vì cái tháp hồng này nó có tên là tháp ma mi ghi nè ha. Cái cuộn bên trong nó tạo thành cái cuộn ma mạch ma mi ghi. Rồi như vậy nãy mình nghe mình nói tới cái tế bào podocyte. Podocyte là cái tế bào đó ở bên trong của cái lớp tạng, cái bào còn lại ha. Thì cái tế bào podocyte đó nó làm gì, và nó làm gì ở trong cái đó, nó chiếm tỷ lệ khá nhiều ha. Nó sẽ nằm dọc theo một cái mạch máu ha, nó sẽ nằm dọc cái đó, nó là một cái tế bào như cái thằng sau với cái con sông biển gì đó ha. Nó sẽ tủ cái chân ra, nó tủ một cái chân bự của nó ra, rồi từ một cái chân bự này nó sẽ tủ ra rất nhiều cái chân nhỏ quấn vòng theo cái mạch máu này ha. Và giữa cái mạch máu này có cái lỗ, này có cái chứa nè ha, cái lỗ này để làm gì thì lát nữa mình sẽ nói tới ha. Đây là một cái con podocyte, thì đây là khi người ta vẽ cái hình mô phỏng này ra, đây là một cái mạch máu nè đó, thì đây là một cái con podocyte nè, nó len cái chân nó vô giữa cái lòng mạch máu, bên cạnh đó nó còn có những cái con tế bào da mạch máu, da mô mạch nữa ha. Thì hai cái loại tế bào này với lại mạch máu nó sẽ tạo thành cái cuộn mô mạch, mà cái cuộn mô mạch cái bức mạch là cái bọc như cái giống này nè đó. Rồi có được hai cái con tế bào ở cái mỏ ra ha. Rồi đây là cái hình cắt lớp, hình cái TV điện tử ha, để coi kỹ cái con podocyte đó. Đây một thân thôi, rất là bự ha, tỏa ra những cái nhánh to, từ những cái nhánh to này tỏa ra những cái nhánh nhỏ ha, và xen kẽ những cái nhánh nhỏ này là còn có chân của cái con này nha, cái con tế bào da mô mạch ha. Rồi ở đây mình sẽ tạo thành một cái lỗ giữa hai cái chân này, có cái lỗ ha. Rồi cái này nó sẽ tạo thành cái hàng rào lỏng nước tiểu á ha. Bây giờ sao mà nước tiểu nó lỏng được ha, thì tại đây nè đó, đây là cái cuộn ma mạch phức hợp cộng cái bào mạch á ha, cái tiểu cầu á, phức hợp cộng tiểu cầu á. Còn đây á là một cái ống đường gần ha, thì nó bám trên đây thì cái hàng rào này nè đó. Đây là tế bào nội môi nè các bạn ha, nè là tế bào nội môi là lót lỏng á ha, có những cái khoảng chỗ trống ha. Rồi đây là cái màng đáy ha, đây là cái màng đáy cầu thận á, có nghe cái từ đó chưa đó. Rồi bắt đầu đây là cái chân ha. Rồi để thì một cái phức hợp đây nè, bên này là bên trong nè, bên trong của cái tiểu cầu thận ha, đây là bên ngoài ha. Rồi đây là cái bạn, đây là một cái con cái bạn thôi đó, và từ nó cắt ra những cái lỗ ha. Rồi đây là cái màng đáy của cầu thận ha. Rồi ở đây là cái chân của cái chân và cái lỗ này nè, là cái lỗ này nè đó, là cái lỗ này nè, cái lỗ này nè ha. Đó cái chân, cái những cái căn gan này nè, là cái này nè, là những cái rạch này nè đó, cái medical đó đó. Còn cái secretion tiết này là cái này đó, là những cái lỗ này nè. Thì á, cái màng lọc này nó có tính chất là gì, nó còn ba thành phần này, tế bào nội mô nó sẽ lọc, nó không cho hoàn cầu điện cầu qua ha. Rồi qua mấy cái chất kia sau nó qua thì nó tới cái màng đáy, thì màng đáy chậm lại không cho những cái protein lớn đi qua ha. Rồi giờ tới cái protein nhỏ thì tới được cái màng lọc khe này, nó chậm lại lần nữa ha, cho nên sẽ lọc lại nước tiểu ha. Rồi bây giờ bắt đầu học tới ống đường gần, cái này có tiền ha. Ống đường gần, nghe tới ống đường gần, một cấu trúc ống như vậy là đầu tiên nó phải có gì vậy? Có cái lọng trắng bên trong đây ha, cái lọng bên trong rồi. Rồi các cái tế bào của nó là một cái biểu mô vuông đơn mà nó thấp thôi, cho nên là cái cấu trúc nó nhiều khi nó là hình tháp đó, hình tháp tức là cái hình tam giác đó, lấy cái to lấy cái nhỏ đó ha. Thì thường mình thấy cái hình tháp nhiều hơn là vuông đơn đó đó, thì cái ống đường gần. Và cái đặc điểm của nó là cái bào vuông của nó đó, nó cái bản chất của nó tối màu á ha, cho nên khi mình nhận diện nó là sao, thứ nhất là biểu mô của nó thấp cu đơ, thứ hai là bào tử của nó rất là tối màu, thứ ba là cái lòng ống của nó cũng không rõ ràng nữa, tại vì nó nhú vô bên trong thế này nè, bên trong có những cái đôi dung mao này nè, những cái dung di la, cho nên nó đây là cái biểu mô nó đặc trưng cho những cái sự phá nước thu ha, cho nên cái lòng ống của nó hẹp đó. Bào tử nó hấp thu là 60%, 65% và nó hấp thu rất nhiều gluco với lại các cái amino acid ha. Rồi đây là cái hình ảnh mô học, đây các bạn thấy không, đây là một cái ống đường gần nè đó, thì cái bào tương của nó sẽ rất là bắt đầu nè,
ông này có bài hát cùng đồng không? Không ha, nhìn cái chữ khác không biết rồi ha. Nè, thấy không, cái tế bào của nó thấp hơn cái tế bào của mình gần. Cái tế bào của mình gần nó cao hơn nè ha. Cái bào tương của nó cũng sáng màu hơn ha. Lòng ống của nó cũng rõ ràng hơn ha. Cái ống này ông gì để sau ha. Bây giờ đầu tiên không nhìn được cái ống này khác với cái ống này rồi đúng không? Nhìn cái này ống mình gần, ống mình gần đó. Ha. Rồi, câu thuốc này nè. Đây, câu thuốc này nè, thấy không? Đó. Cái tế bào nó cũng không có nhiều quá, mà cái tế bào nó là tế bào mạch thác nè, đó, bào tương nó cũng đặc hơn. Đây là cấu trúc khác ha, đây là cấu trúc khác. Rồi những cái cấu trúc này là không bình gần ha. Các bạn phân biệt của nó như cái ống chữ D này đúng không? Khác hoàn toàn ha, cái lòng nó rộng hơn nè, cái tế bào nó thấp hơn nè, cái bào tương nó sáng màu hơn nè ha. Rồi giờ nó đi tiếp ha, ống bình gần mình bắt đầu đi xuống, nhớ không? Cái hình này ống bình gần với tiểu cầu thận này đưa ra cho ống bình gần. Ông bình gần buồn xong bắt đầu đi xuống cái ngầm xuống của quai chân lê ha. Chỉ quai chân lê này chắc là bộ môn sẽ không hỏi thiền tập đâu, tại vì nó khá khó. Tại sao nó khó? Là tại vì nó có ngành dày nè, ngành mỏng nè, ngành mỏng dày, ngành mỏng lên, thì tự nhiên các bạn sẽ lộn cái cây ống bình gần mà nó bị xa ha. Cho nên các bộ môn xa không hỏi quai chân lê đâu. Thôi các bạn hãy xuống ra phần tu dụng hỏi quai chân lê rồi ha. Rồi thì nhớ không, cái quai chân lê đã nằm ở phần tủy ha, nằm sâu bên dưới phần tủy. Rồi chức năng của nó là sẽ tái hấp thu nước tiểu ha. Rồi tới ống đường xa, ống đường xa là nó nằm ở vùng vỏ này, phần tủy vùng vỏ đúng rồi, nhớ ha, vùng vỏ nhớ cái hình cái hồi nãy không, cái tiểu cầu thận đi ra, tiểu cầu thận là nó nằm ở vùng vỏ, sau đó mình đóng ống vào đó, nó là vùng vỏ hết. Thì cái lòng ống đường xa nó rộng hơn, bào tương của nó, cái bào tương nó sáng màu hơn, là tại sao tới lúc này là nó hoàn toàn là nó lọc nước tiểu một rồi ha, không còn nhiều cái chất giống như góc đường gần nữa, tay góc đường gần này, bào tương nó lỗ nhỏ cái hạt hơn nè ha, còn bào tương bón người ta nó sáng màu hơn nè ha, cái lòng ống cũng rõ hơn nè, và cái tế bào của nó là nó thấp hơn một chút ha, nó vẫn là tương đương nhưng nó sẽ thấp hơn một chút. Rồi cái này có phải ống đường xa không? Hả? Khác ha, tại sao vậy? Đúng rồi, tại cái tế bào nó cao hơn rồi nè ha, đó. Rồi thì cái ống đường xa này hồi nãy nó rồi nhớ không, tức là nó đi nhiều với lại các cái mạch ở ngay chỗ cái tiểu cầu thận á, nó tạo thành cái vết đặc ha. Thì cái vết đặc nó là nhiệm vụ gì? Thì đặt tên có cái vết đặc để nó điều hòa cái hàm lượng ion với lại nước của dịch lọc ha, nó điều chỉnh cái hàm lượng ion với nước của dịch lọc. Rồi đây là một cái hình ảnh ha. Rồi cấu trúc gì đây các bạn? Cấu trúc gì? Ở đường gần đúng rồi, cái một cái tế bào non bào tương của nó rất là đậm màu dễ hiểu ha, thấp rồi dịch nó nhẹ nhàng. Có lúc này có lúc gì ở đường gần, có lúc gì ở đường gần, có lúc gì mạch máu, có lúc này ở đường xa ha, có lúc này ở đường gần, có lúc này ở đường xa ha, có lúc này ở đường xa ha, có lúc này có được gần ha, chọn vậy là đậu rồi đó. Rồi bây giờ tới con có thì nó nằm ở đâu? Nhớ cái hình nãy không? Trên cái vùng vỏ nó có một phần một cái ống có và nguyên một đống cái ống có nó đông xuống dưới vùng tủy ha. Như vậy ống có sẽ nằm ở cả vùng vỏ và vùng tủy ha. Rồi thì dựa vô ống có là dựa vô cái gì bắt đầu từ đây, cái biểu mô nó hơi cao hơn chút xíu. Nhớ cái hình nãy nó cao hơn không? Nè, nó cao hơn cái hình cái biểu mô nè, nó cao hơn so với biểu mô của người ta nè. Thì nó là sẽ tới trụ, từ buông cho tới trụ ha. Và cái quan trọng là đặc trưng để nhận diện cái ống gót là gì? Nó có hai loại tế bào, tế bào sáng, tế bào tối. Một cái ống mà nó có hai loại tế bào, tế bào sáng, tế bào tối thì nó là ống gót, là ống rộng, bào tương của nó sáng màu ha. Bào tương là cái này nè, sáng màu ha. Đây nè, thấy cái con tế bào này không? Và cái con tế bào kế bên có một sự khác biệt ha. Như vậy cái con này là tế bào sáng, còn là một cái bào tối, hình dung ra được không? Hiểu không các bạn? À, đó là cái vô là cái cốt này, một cái cốt thường nó khá là dài ha, nếu mà tại nó nằm dọc như này thường thấy cái mặt bằng rất dài khá là nhiều. Đó, thì là ống có là ống rộng và cái sáng màu có hai loại tế bào này là ống có ha. Rồi giống như cái cốt này, cái này thì nó lại không rõ quá, cái này thì
vô điện thoại vô trốn 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 thận nè, rồi chia ra một cái thằng sau, rồi chia ra một cái sau, từ đây bắt đầu chen vô giữa các cái tháp, đi vô các đài nè, đi vô đại thận, đi vô giữa các cái tháp thận nè, rồi bọc qua cái phòng này là cái thành cung nè, rồi từ đây một số ít nó sẽ chỉ lên cho tạo thành cái hình cái tiểu tử nhá, nằm ở vùng cỏ nè, rồi có một cái số ít nó tiếp xúc như là cái kêu phúc mặt cần yêu cầu như thế nào, một số cái nó sẽ chi nhánh ra nó đi vào trong phúc mặt cần yêu cầu ha. Rồi một số cái nó sẽ chia ra để nó đi quấn quanh theo cái hệ thống ống để nó nuôi cái hệ thống ống đó, nó lọc nó lấy máu nó lọc ra với cái hàng rào máu này nó đỏ rồi ra tĩnh mạch đi ngược trở lại tĩnh mạch đi ngược trở lại ra ra là cái vốn thận rồi đài thận thể thận và hiệu quả chúng ta tập trung như vậy tại vì cái biểu khô của nó rất là giống nhau ha, cái tập tập không phải cái này ha. Rồi cái hình hiệu quả nè, cái cấu trúc cắt ngang thận cái này chú chú vô nhìn nghĩa là hình thế ha, cái biểu mô của nó, biểu mô của nó là biểu mô điệu ha, biểu mô điệu chuyển ha, tức là sao nếu mà nước tiểu nhiều trong đó nước giờ lấy cái bong bóng, lấy cái bong bóng đỏ đầy nước tiểu vô nhà dẹp lại. Bây giờ nếu đẩy hết nước tiểu ra thì cái lòng nó trống lên, cái biểu mô sẽ phồng nó lại, cái dù trở lại, hiểu không? Đó. Đây là cái hình ảnh của cái biểu mô điện nè, ha. Đây một phần nhỏ quá ha. Đó. Rồi đây là cái hình thành lòng cắt ngang, cái hình này cũng nói gì, tức là ở bên ngoài có rất là nhiều cơ, cơ rất là dày ha, cái mờ cơ đó ha. Đó, rồi cơ trong cái hiệu quả rất là nhiều. Rồi bàng quang cũng như vậy là biểu mô điện, đây từ đây tới đây nè. Người ta mô tả sách là này nó cung lên hình dù, này nó phồng lên như thế này nè, ha, là cái lớp ở bên trên bề mặt đó, người ta gọi nó là cái bọc bộ, là tại nó hình giống như bọc bọc lông á, nó nhỏ dưới nó tròn lên để sao khi nó có cái đĩa phồng lên cái bọc đĩa thì kẹp xuống ha. Rồi đây là cái hình ảnh mà thì biểu mô điện nó cũng giống như cái cấu là cũng giống như cái cấu tạo lòng ống nãy, tức là bên ngoài cũng là niêm mạc, xong rồi đấy là biểu niêm tới thành cơ ha, thì đặc biệt là cái cơ của bàng quang nó rất là dày ha, nó chia ra ba lớp nè, bên ngoài lớp giữa lớp trong là nó cực kỳ dày, cơ vòng cơ dọc cơ chéo á, nó đó cái bàng quang để mà trong cái co đó đó, thì cái hình ảnh này giữa màu xanh này nè là khi mà không có nước tiểu, không có nước tiểu thì lòng nó trống, cho nên là cái biểu mô nó phồng lên như là cái ô này, thấy không, nó phồng lên, cái này đây nước tiểu cũng không dẹp xuống nè. Rồi điều đạo, điều đạo thì ta chia ra điều đạo nam với điều đạo nữ. Tại sao phải chia ra vậy? Tại vì hai cái yếu tố nó điều đạo nó khác nhau. Đầu tiên hết là về chiều dài, điều đạo nam á dài hơn điều đạo nữ, đúng không? Đồng ý không? Đồng ý không? À, cho ở đây đi lập tiểu chưa? Đi hai là học qua cái điều nữ thì gọi nó học sạch. Đó thì khi mà các bạn đọc không hiểu á, cái đường dẫn lưu của nước tiểu, tức là đầu tiên
là đầu tiên phụ nữ bằng họ, xong rồi sao nữa? Đi ra cái gì? Ra gì? Ra. Đúng rồi, ông đừng đợi tiếp. À, qua anh đây tiếp. Ông đừng xa, bây giờ. Không gió, bây giờ. À, rồi nó đi theo cái dòng đó. À, ra mấy cái vú thận, mấy cái đài để thận đó ha. Nè, ha, từ đây nè, bắt đầu ra đó, bắt đầu đi ra cái vùng vỏ, ra cái vùng vỏ rồi ha, em ra tới đây, từ đây nè, cái tiểu cầu thận từ nằm trong đây đi dòng đi vô trong tới một tỷ ống rót, thì bắt đầu đi ra cái chỗ này nè, ra cái vùng thận lớn như thận bé, thì nó bắt đầu đổ chung ra cái đài kệ thận viên, rồi nó đi xuống, điều quản, rồi nó đi tới, điều quản để đi vô đâu nữa, bàng quang, chứa ở trong đó, tới hồi nó căng lên đầy, nó tắm đi đâu, điều đạo thì đi đâu nữa. À, đi ra ngoài ha. Rồi đây là cái bài tóm tắt lại, cô là biết thì cho các bạn nhận được ha. Là cái bài tóm tắt lại của các cái ống ha. Là cái cùng nè ha, cái này là ống này gần nè ha, qua thân lê nè, ống này xa nè, ống gót nè ha. Rồi những cái đặc điểm môn học ha, thì nó cũng nói lại giống như nãy giờ thôi. Vị trí nào ở đâu và cái chức năng ở lại gì đó ha. Mời hỏi bài này hết rồi. Cho quay gì? Thận cấu trúc gì? Phần vỏ cấu trúc gì? Phần tủy cấu trúc gì? Cấu trúc gì còn đầu đầu bên trái cấu trúc gì? Mạch không phải gì nữa? Kết đạp sai cấu trúc của chà bá bên trái nè, có cái khoảng sáng nè, khoảng sáng giữa hai bao bao mai nè, để phần thận. Rồi cái lần bên phải là cấu trúc gì? Lần này cấu trúc